Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đấu thầu online trên hệ điều hành mới nhất tính đến tháng 1 năm 2022, đó là hệ điều hành Windows 11. Thì ở đây chúng ta sẽ đi vào 4 chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất là tôi sẽ chỉ các bạn là đối với hệ điều hành Windows 11 thì chúng ta chưa có trình duyệt web Internet Explorer hay nhiều người gọi tắt là IE đấy. Và một thứ hai là phần chúng ta sẽ tìm cách để mà kích hoạt cái trình duyệt web Internet Explorer. Một thứ ba là tôi sẽ giúp các bạn cái cách thiết lập cấu hình trên trình duyệt web Internet Explorer để cho phép chúng ta mở cái đấu thầu online lên. Và một thứ tư là chúng ta sử dụng dự toán G8 để đấu thầu online trên Windows 11, gồm có hai mục. Mục thứ nhất là tải về tư liệu mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Mục thứ hai là chúng ta sẽ tải lên cái đơn giá dự thầu trên cái sheet dự thầu của G8, hoặc là chúng ta tải lên đơn giá dự thầu từ một cái file Excel bất kỳ lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Và bây giờ tôi đi vào chi tiết. Phần thứ nhất là chúng tôi chỉ các bạn là đối với hệ điều hành Windows 11 thì là chưa có sẵn trình duyệt web Internet Explorer, mà chỉ có cái trình duyệt web là Microsoft Edge được tích hợp sẵn. Đấy. Bây giờ chúng ta nhấn phải vào cái biểu tượng là Zip PC. Chúng ta chọn Menu Property. Thì hiện nay máy tính của tôi đang dùng cái phiên bản Windows là Windows 11 Pro. Version là 21H2. Đấy. Thì với cái hệ điều hành này chúng ta chỉ có Microsoft Edge thôi, chứ chưa có cái Internet Explorer. Thì chúng ta bấm vào đây thì chúng ta chỉ thấy là có cái S thôi, chưa có cái Internet Explorer. Đấy. Và bây giờ chúng ta thử mở S ra. Sau đó thì chúng ta điền cái địa chỉ web là mua sắm công.mpi.gov.vn, sau đó chúng ta bấm Enter. Chúng ta chờ một vài giây. Thì chúng ta sẽ thấy là hiện ra một cái giao diện là một cái tòa nhà của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở đây. Ở đây là cái nơi để mà chúng ta tìm các gói thầu thôi. Đấy, ví dụ chúng ta bấm vào cái hình kính lúp này. Sau đó thì nó hiện ra các lĩnh vực này, chúng ta có thể chọn hàng hóa, xây lắp hoặc là phi tư vấn, như tôi chọn xây lắp chẳng hạn. Sau đó chúng ta bấm vào cái nút tìm kiếm. Thì ở phía dưới nó hiển thị các cái gói thầu. Phía dưới hiển thị các cái gói thầu của chúng ta ở đây và chúng ta chọn. Thế như vậy là ở đây chỉ là cái nơi để chúng ta tìm kiếm các gói thầu thôi, chứ không phải là cái nơi để chúng ta nhập cái bài thầu online. Đấy, vì đây là cái trình duyệt web S, Microsoft S, About Microsoft S đây, chứ không phải là Microsoft Internet Explorer. Đấy. Phần thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta kích hoạt trình duyệt web Internet Explorer. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cứ mở phần mềm dự toán G8 lên. Rồi thì bắt đầu mở lên thì phần mềm chưa có gì cả, chúng ta cứ kệ nó. Sau đó chúng ta vào menu đấu thầu online. Sau đó chúng ta kích vào cái mục là tải về tư liệu mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đấy, chúng ta cứ bấm vào đấy đã. Thì khi đó thì là phần mềm sẽ mở ra cái trang web của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Và lúc này là chúng ta vẫn thấy cái tòa nhà của Bộ Kế hoạch Đầu tư, và nó mở trên cái trình duyệt web vẫn là S chứ không phải là Microsoft Explorer. Đây chúng ta xem ạ. Vẫn là Microsoft S chứ không phải là Microsoft Internet Explorer. Cho nên là trong hợp này là chúng ta chưa 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 kích hoạt được cái trình duyệt web Internet Explorer. Đây chúng ta bấm vào tải về tải tải dữ liệu về. Phần mềm hỏi có chắc chắn không, như ta chọn yes. Thì khi đó dự toán G8 sẽ hiện lên một cái cửa sổ hướng dẫn chúng ta là không tìm thấy website đấu thầu online của Bộ Kế hoạch Đầu tư, và nó hướng dẫn cái cách mà để mà kích hoạt cái phần mềm Internet Explorer lên là như này. Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 11 hoặc là cao hơn, ví dụ Windows 12, 13 sau này có chẳng hạn, và chưa kích hoạt trình duyệt web Internet Explorer thì xin hãy làm theo 3 bước sau để kích hoạt. Bước thứ nhất là chúng ta bấm tải về phần mềm IE Unlocker. Chúng ta có thể bấm vào cái nút tải về IE ở đây, hoặc là chúng ta sẽ copy cái đường link ở đây. Chúng ta copy đường link ở đây. Chúng ta copy ở đây, sau đó chúng ta mở trên trình duyệt web S hoặc là một trình duyệt web như là Google Chrome hay cốc cốc để chúng ta tải về cũng được. Thì ở trong trường hợp này thì tôi sẽ kích vào cái mục là cái nút là tải về IE Locker ở phía dưới cùng bên tay trái màn hình. Thì lúc này cái trình duyệt web S nó đã
mở à, nó tải cho chúng ta cái file IE Unlocker về rồi. Đấy. Về bước thứ hai là kích hoạt Internet Explorer thì là gì ạ? Chúng ta sẽ giải nén cái file này ra. Bây giờ tôi khi các bạn thực hành thì các bạn sẽ đọc tất cả ba bước này cho đầy đủ. Thế còn ở đây thì tôi rất trực tiếp rồi cho nên tôi có thể đóng cái này lại. Chúng ta vào download, chúng ta thấy cái file này ra. Giờ chúng ta mở cái thư mục chứa cái file IE Unlocker ra. Chúng ta nháy phải vào cái file IE Unlocker, chúng ta chọn Show More Option, chúng ta chọn Extract Here. Đấy. Thế đối với máy các bạn mà có cái Winra thì nó hiển thị cái menu Extract Here ở đây. Còn nếu các bạn không có Winra thì chúng ta sẽ vào menu Open With, chúng ta chọn là Windows Explorer. Đấy. Sau đó chúng ta nháy phải, chúng ta chọn Copy. Sau đó chúng ta ra cái cửa thư mục Download ở bên ngoài, chúng ta nháy phải, chúng ta chọn là Paste. Paste vào đây. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ nháy phải vào cái file ianlocker.exe là cái file chúng ta vừa giải nén ra đấy. Chúng ta sẽ chọn là Run as Administrator để chúng ta chạy ở chế độ mà chế độ admin cao nhất. Ở máy tính của các bạn thì thường nó sẽ hỏi là bạn có chạy cái này không, chạy cái ianlocker không, thì các bạn sẽ chọn Yes nhé. Sau khi chọn Yes thì là nó cũng sẽ không hiển thị cái gì cả và nó đã thực ra là nó đã kích hoạt xong rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta đóng cái cửa sổ lại. Đấy, chúng ta đóng cửa sổ lại. Chúng ta đóng cái cửa sổ này lại. Đây là phần mềm G8 nó báo tải về định mức thôi, chúng ta kệ nó. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là cái trình duyệt web Internet Explorer đã có chưa bằng cách là chúng ta bấm phím Windows hoặc là bấm vào cái nút Start này. Sau đó chúng ta gõ vào đây là Internet Explorer. Đấy, khi mà chúng ta gõ chữ Enter nó đã ra rồi. Chúng ta thấy là cái mục đầu tiên là Microsoft Edge là cái chúng ta không cần, và chúng ta cần cái Internet Explorer ở đây, chúng ta thấy rồi đúng không ạ? Thì để cho thuận tiện chúng ta nên nháy phải vào cái biểu tượng cái chữ Internet Explorer đây. Sau đó chúng ta chọn là pin to taskbar. Pin to taskbar tức là để đưa nó xuống cái thanh taskbar để lần sau chúng ta sử dụng cho nó tiện. Đấy, rồi bây giờ chúng tôi đã bấm và nó đã xuống dưới này cho chúng ta rồi. Rồi tiện là chúng ta dùng rồi. Thế bây giờ là chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta mở ra. Đấy. Bước thứ ba, phần thứ ba là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà thiết lập cấu hình trên cái trình duyệt web Internet Explorer để cho phép thao tác cái đấu thầu online trên cái trình duyệt web này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng chữ E, tức là trình duyệt web Internet Explorer ở dưới tab 3. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập vào đây là cái chúng ta sẽ nhập vào đây là mua sắm công .mpi.gov.vn, chúng ta đấy nhé, bấm enter. Đấy. Thì sau đó chúng ta sẽ vào menu hướng dẫn sử dụng, sau đó chúng ta sẽ tải ba cái mục này về. Mục thứ 1.1 là điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, môi trường máy tính và cài đặt phần mềm bắt buộc. Đấy. Chúng ta kích vào đây, chúng ta chọn save. Đấy. Thì nó sẽ tải cái file điều kiện môi trường máy tính và phần mềm bắt buộc .docx đang download để chúng ta. Chúng ta kệ nó. Tiếp theo chúng ta lại kích vào cái mục 1.2 là hướng dẫn cài đặt phần mềm ActiveX và tải về phần mềm ActiveX tại đây, chúng ta bấm vào cái chữ tại đây để nó tải về chúng ta. Đấy, xong chúng ta chọn là save as. Thì xong chúng ta chọn save ở đây. Tuy nhiên ở đây thì tôi đã tải trước cái file install msc.kpi.zip rồi, cho nên là tôi không hướng dẫn đây nữa, thì các bạn sẽ tải về, chúng ta bấm save để tải về nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tải mục 1.3 là hướng dẫn cài đặt phần mềm tải file dụng lớn, đây là nó sẽ cài cho chúng ta cái phần Java đấy. Chúng ta bấm vào đây. Đấy. Nó sẽ hiện ra cái cửa sổ là để chúng ta tải về cái file là hướng dẫn cài đặt file tải file lớn chấm ra, chúng ta chọn save as, sau đó chúng ta bấm save ở đây để nó tải về chúng ta. Đấy, tuy nhiên ở đây thì tôi cũng đã tải về rồi cho nên là tôi không cần nữa. Thì ở máy các bạn bấm nút save này để nó sẽ tải về chúng ta nhé, vì ở đây video cho nên tôi tải trước để đỡ mất thời gian. Rồi, thế như vậy là bây giờ chúng ta đã có các cái file ở đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái thư mục download ra để chúng ta xem. Chúng ta vào đây, chúng ta vào mục download,
Thì ở đây sẽ có ba cái file chúng ta vừa tải về. File thứ nhất là install mskpi.zip và file thứ hai là file hướng dẫn cài đặt tải file file lớn là chúng ta cài Java, và file thứ ba là điều kiện môi trường máy tính cài đặt phần mềm bắt buộc .docx. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn từng thứ một. Đầu tiên là chúng ta sẽ nháy phải vào cái install mskpi, chúng ta nháy phải, chúng ta chọn show more, chúng ta extract here hoặc là chúng ta giải nén ra. Đấy. Thì nó ra hai cái file này. Bây giờ chúng ta nháy phải từng file một, chúng ta chọn run ở chế độ là admin. Đấy, chúng ta chọn install. Nó báo là chúng ta đã cài xong rồi và chúng ta bấm finish. Tiếp theo chúng ta lại chọn cái file thứ hai là sgwebg2b uninstaller ấy, chúng ta nháy phải, chúng ta chọn là run administrator. Có thể trên máy các bạn sẽ không báo như vậy đâu, nhưng mà có thể là do máy tôi đặt trước tôi đã cài rồi cho nên nó báo đấy. Kệ nó thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ giải nén cái hướng dẫn cài đặt file lớn này ra. Chúng ta chọn show more, chúng ta chọn là extract here. Rồi nó đã ra thêm cho chúng ta là cái thư mục là hướng dẫn cài đặt tải file lớn. Chúng ta có cái file là z file này, file chạy này, chúng ta sẽ chọn là gì ạ? Run as administrator. Chúng ta chờ một vài giây. Chúng ta bấm nút install. Đấy, ở đây thì thực ra là tôi đã cài cái Java trước rồi, cho nên là các bạn chỉ việc bấm install và bấm lênh đênh một hai cái là sẽ cài thôi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là nháy phải vào cái file java exception size.bat, chúng ta chọn là run ở chế độ admin. Khi mà chúng ta nhìn thấy tất cả những cái mục, cái dòng gần cuối là the operation complete successfully ấy, tất cả những cái này là thành công rồi thì có nghĩa là chúng ta đã ok rồi. Mục cuối cùng là chúng ta sẽ mở cái file 1.1 điều kiện môi trường máy tính và cài đặt phần mềm bắt buộc, chúng ta mở ra. Rồi tôi sẽ phóng to một chút để chúng ta nhìn. Rồi. Rồi chúng ta sẽ xuống phần là cài đặt môi trường máy tính. Một la mã là cài đặt chế độ tương thích. Đấy. Thì chúng ta mở cái trình duyệt web IE chúng ta ra. Đấy. Chúng ta chọn menu tool này, chúng ta chọn compatibility view setting này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ mở ra này. Tool này. Compatibility view setting này. Rồi. Tiếp theo ở đây thì họ hướng dẫn là nhập cái địa chỉ này vào. Bây giờ chúng tôi sẽ copy luôn cái địa chỉ này vào. Chọn copy. Sau đó tôi sẽ paste vào đây. Đấy, tôi chọn S. Rồi. Sau chọn S và chọn close. Đây, S thì nó đã xuống đây cho chúng ta rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn close. Rồi, tiếp theo này. Mục 2 la mã là cài đặt hiển thị pop-up và chat size. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trang web là mua sắm công.mpi.gap.vn. Đây, thì ở đây chúng ta đã vào rồi. Tiếp theo chúng ta chọn vào menu Tool Internet Option. Chúng ta vào Tool Internet Option. Đấy. Tiếp theo chúng ta vào thẻ Security, sau đó Chat Size và Size, ba mục liền. Chúng ta sẽ vào thẻ Security, Chat Size và chúng ta bấm vào cái nút Size ở đây. Đấy. Chúng ta bỏ chọn Require Server Verification. Đấy, chúng ta bỏ chọn cái Require Server Verification for all site in this zone, chúng ta bỏ đi. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta nhập cái trang web này vào. Chúng ta chọn là copy. Ở đây chúng ta có sẵn rồi, chúng ta paste vào đây. Rồi, sau chúng ta chọn S, xong chúng ta bấm nút Close. Chúng ta chọn S thì nó xuống đây. Rồi sau chúng ta bấm là Close. Rồi. Tiếp theo là chúng ta vào cái thẻ privacy, chúng ta bỏ cái tích là turn on pop up blocker đi. Chúng ta vào thẻ privacy. Chúng ta bỏ cái turn on pop up blocker đi. Sau đó chúng ta gì ạ? Chúng ta bấm ok. Đây. Ok. Thế như vậy là chúng ta đã xong cái quá trình để mà cài đặt môi trường máy tính để mà chúng ta sẵn sàng chạy đấu thầu online. Đây. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đóng cái này lại. Chúng ta đóng cái cửa sổ
Word hướng dẫn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tìm một cái bài thầu để mà chúng ta xem đã vào được cái đấu thầu online chưa. Bây giờ tôi sẽ mở trình duyệt web trình duyệt Microsoft Edge này ra. Tôi gõ vào là mua sắm công.mpi.vn, chúng gấp .vn. Rồi. Sau đó thì tôi sẽ bấm vào cái hình kính lúp này để tìm kiếm các cái lĩnh vực. Thì hiện nay đối với phần mềm dự toán G8 thì G8 hỗ trợ mấy lĩnh vực, thứ nhất là hàng hóa, thứ hai là xây lắp và thứ ba là phi tư vấn. Đấy, thì bây giờ tôi giả sử tôi chọn lĩnh vực xây lắp đi. Đấy. Thì ở đây tôi lấy gói thầu đầu tiên đi. Gói thầu là có phần đuôi là 669 8897. Tôi nháy phải tôi chọn copy. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cái gói thầu này vào đây để chúng ta có thể tìm lấy lại cho nó thuận tiện sau này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đây là mua sắm công.mpi.gap.vn. Sau đó thì chúng ta vào bên nhà thầu để chúng ta nhập vào password. Chúng ta bấm nút đăng nhập. Chúng ta chọn cái ổ ở đây vì tôi để cái chứng thư số ở ổ D xác nhận mật khẩu. Chúng ta chọn cái đơn vị của chúng ta, chúng ta nút là xác nhận mật khẩu. Chờ một vài giây. Sau đó chúng ta bấm vào menu trang chủ. Tôi chọn là xây lắp. Sau đó thì tôi sẽ tìm cái số thông báo mời thầu mà tôi vừa tìm lúc nãy, tôi để ở đây. Tôi sẽ paste vào đây. Paste vào cái ô tìm kiếm ở đây. Sau đó tôi bấm nút tìm kiếm. Rồi nó ra là cái số mời thầu phần cuối là 897, Ủy ban nhân dân xã An Trường, An Tường. Chúng ta bấm nút tham dự. Rồi. Nó hỏi là có dùng cái Java không, chúng ta chọn run. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bấm là nhập các biểu mẫu dự thầu. Tiếp theo chúng ta chọn là bấm vào cái mẫu số 18. Và đây, hiện nay là đã hiện ra các cái bài, các cái khối lượng mời thầu và có tất cả là 10 trang web. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tôi sang phần thứ 3, phần tiếp theo là phần sử dụng dự toán G8 để đấu thầu online trên Windows 11. Thì có hai phần là phần tải về tiên lượng mời thầu và phần tiếp theo là tải lên đơn giá dự thầu. Thì tuy là phần đầu tiên là phần tải về tiên lượng mời thầu, chúng ta vào menu đấu thầu này, đấu thầu online này, chúng ta kích vào là tải về tiên lượng mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái khối lượng mời thầu ở đây. Và bây giờ chúng ta bấm nút tải dữ liệu về ở đây, bên G8 ở đây. Bấm ở đây. Phần mềm G8 hỏi là chúng ta có chắc chắn tải về không, tải về cái tiên lượng mời thầu không, chúng ta chọn yes. Và chúng ta chờ một vài giây để phần mềm tải về. Rồi, phần mềm đã báo đã tải về xong tiên lượng mời thầu từ website. Đấy, chúng ta bấm OK. Đấy. Thì chúng ta chờ 1-2 giây nữa để phần mềm nó duyệt lại cái này. Đấy, thì như vậy là ở đây là phần mềm đã tải cho chúng ta đầy đủ. Ví dụ chúng ta kiểm tra này, đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m³, 14,0289 khối của 100 khối. Chúng ta kiểm tra đây không? Đây là nó đang mở cái trang cuối trang 10. Chúng ta trở về trang 1 để chúng ta nhìn. Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m³ đất cấp 1. Khối lượng là 14,0289 100 m³. Đấy. Nên chúng ta kiểm tra ở trang cuối là trang 10. Chúng ta cuộn xuống dưới cùng màn hình. Đây. Thì có lắp đặt các aptomat 13 pha 53 pha ở đây với các cường độ 32A rồi là 60A. Cái cuối cùng là vận chuyển đá dăm. Đấy, vận cự ly nhỏ hơn 1 km và nhỏ hơn 10 km. Giờ chúng ta kiểm tra xem có đúng không. Nó quay sang bên website. Đây, trang 10 thì phần cuối là lắp đặt các cái aptomat 32A rồi là đến 60A và hai công tác cuối là vận chuyển đá dăm cự ly 1 km và nhỏ hơn 10 km. Đấy, thì khối lượng ở đây ví dụ hai cái khối lượng cuối là 38,9
9153, hai cái đều khối lượng như nhau. Chúng ta kiểm tra đây. Đây, 38,9153. Thế như vậy là phần mềm đã tải cho chúng ta cái tư lượng mời thầu về rất là chính xác và trong vòng có khoảng mấy giây là xong thôi. Đấy. Phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta là tải lên cái đơn giá dự thầu từ cái sheet dự thầu của 8 lên website của Bộ Đầu tư hoặc là từ một file Excel bất kỳ. Thế thì phần đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn cái cách để mà tải về cái đơn giá dự thầu. Bây giờ thì để cho nó nhanh thì tôi cũng không muốn là nhập nhiều thì tôi lấy luôn cái số tự này để làm đơn giá cho công tác. Tôi giả thiết rằng là các cái công tác này là chúng ta có cái giá như thế này, tôi paste vào đây. Đấy, tôi có đơn giá như này. Đấy. Thế sau đó thì tôi sẽ bấm sang dự thầu. Chúng ta chờ một vài giây. Thì đây nữa, mục đích tôi để cái đơn giá 1, 2 điểm gì để khi mà nó tính toán ấy, thì nó cũng ra đơn giá như này để chúng ta nhìn, lát chúng ta kiểm tra cho nó dễ. Và tôi cũng đỡ mất thời gian nhập liệu. Vì mục đích của chúng ta là để mà cái con số cuối cùng là 611, 12, 13 đến 16, 18 ở đây để chúng ta dễ kiểm tra thôi. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ up thử cái đơn giá thầu ở cột Y này lên trên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Chúng ta vào menu đấu thầu online. Tải đơn giá dự thầu G8 lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Chúng ta chọn cái menu đầu. Bây giờ tôi cho cái này lên để chúng ta nhìn cho trực quan thôi. Giờ chúng ta bấm là, tất nhiên chúng ta có thể để cái này là xuống dưới thanh tác 3 cũng được nhé, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng ở đây thì video tôi muốn cho trực quan thì tôi cho nó hiện lên thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta bấm nút là tải dữ liệu lên. Phần mềm hỏi là có chắc chắn tải lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư không? Chúng ta chọn Yes. Chúng ta chờ một chút ạ. Rồi bây giờ nó đầu nó tải lên ạ. Chúng ta thấy ạ, trang 2, trang 3, trang 10. Nó sẽ nhảy dần đến trang 10. Tùy theo tốc độ mạng và tùy theo tốc độ máy tính của các bạn thì thời gian sẽ lâu hay chậm. Tuy nhiên thì trên máy các bạn sẽ nhanh hơn đấy. Hiện nay đã tải mất độ khoảng 19,65, coi như 20 giây là xong 10 trang. Tuy nhiên là máy các bạn có thể nhanh hơn, có khi chỉ được khoảng 3-4-5 giây là xong thôi. Bây giờ chúng ta bấm nút đóng thì phần mềm lại hiện ra. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là mấy cái đơn giá đầu là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Đấy, đến mấy cái cuối là chúng ta kiểm tra đấy là bao nhiêu, 611, 12, 13, 14, 16, 18. Được chưa? Bây giờ chúng ta kiểm tra xem. Rồi nó up cho chúng ta công tác đầu đơn giá là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân. Đấy. Bây giờ chúng ta kiểm tra trang cuối xem là đơn giá nó up đúng chưa. Đây, trang cuối đây. Thì 611, 612, 613, 614, 15, 16, 17, 18. 15, 17, 18. Đấy. Và cái quan trọng là cái tổng cuối cùng. Tổng cuối cùng đây là 15, 9, 1, 8, 6, 5, 1. Thì đây là bao nhiêu? Đây. Chúng ta xem ạ. 15, 9, 1, 8, 6, 5, 2. Thì bên này là 6, 5, 1,57. 1,7 tức là 2. Là làm tròn là 2 đúng không ạ? Như vậy hai bên nó chỉ lệch nhau có 0,03 đồng thôi. Tức là chưa được một phần mấy quả đồng. Đấy. 652, đuôi 652 và 651,6 thì cũng thế thôi, do làm tròn thôi. Đấy, chúng ta yên tâm là nó đã up cho chúng ta đủ tất cả cái đơn giá này. Và cái quan trọng cuối cùng là cái thành tiền này, tổng thành tiền này nó bằng nhau. 15918652. 15918652 đây, hiển thị chúng ta ở đây. Hai bên bằng nhau. Đấy. Như vậy vừa rồi thì tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta đấu thầu online trên hệ điều hành Windows mới nhất tính đến tháng 1 năm 2022 là hệ điều hành Windows 11. Thì gồm có 4 phần là chúng ta thấy là trên hệ điều hành Windows 11 nó không có trình duyệt web Internet Browser. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ phải kích hoạt cái trình duyệt web này như thế nào. Và phần thứ ba là chúng ta thiết lập cấu hình ở trên Internet Browser để mà cho phép chúng ta sử dụng cái chức năng đấu thầu online. Và thứ tư là chúng ta đã thực hành cái việc là tải về tiên lượng mời thầu và cũng như là up đơn giá thầu lên như thế nào. Đấy, thầu lên như nào. Và ở đây thì chúng ta còn một cái video nữa để chúng ta có thể xem bằng cách là chúng ta bấm vào chúng ta ở sheet chiết tính hoặc dự thầu, chúng ta bấm vào menu trợ giúp
chúng ta vào menu là hướng dẫn bằng video, hướng dẫn bằng hướng dẫn bảng hiện tại, hoặc là chúng ta bấm phím F1 trên bàn phím của chúng ta. Đấy. Thì ở đây có một cái menu nữa là đấu thầu online, cái mục chỗ này có một cái menu đấu cái mục là đấu thầu online. Chúng ta bấm vào xem video. Đấy, thì cái video nó sẽ chi tiết hơn. Chào các bạn. Đấy. Hôm nay thì cái video này là video mà nó sẽ chi tiết hơn so với cả cái video mà tôi đang hướng dẫn các bạn hiện nay. Bởi vì đây là video cho tổng thể. Thế còn cái video mà tôi hướng dẫn các bạn hiện nay là dành cho Windows 11, chủ yếu để thiết lập và kích hoạt và thiết lập trên Windows 11 thế nào. Đấy. À, một phần cuối cùng tôi hướng dẫn đó là chúng ta up cái bài thờ từ một file Excel bất kỳ. À, giả sử rằng bây giờ tôi xuất cái công trình sang sang Excel, tôi bấm xuất qua Excel, tôi để ra mình nền đi, tôi chọn là công trình 1.xls, save. À, để cho nó nhanh thì chúng ta bỏ cái căn chỉnh đi, bỏ cái thêm tiện ích macro đi, chúng ta bấm chấp nhận, chúng ta chờ một vài giây, nó đã tạo xuất sang Excel chúng ta xong rồi. À, chúng ta mở lên để chúng ta xem, thì chúng ta cũng có cái sheet dự thầu có đơn giá từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân trở đi. Đấy. Thế bây giờ tôi đóng cái file Excel lại. Và để cho khách quan thì tôi cũng đóng cái file G8 hiện nay đang làm lại và tôi mở ra một cái file mới tinh không có gì cả. Chúng ta thấy file này không có bất kỳ một cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ up cái bài thầu này từ file Excel lên website của bên đầu tư. Để cho nó khách quan thì tôi sẽ sang cái website này. Tôi sẽ bấm nút F5 để cho nó duyệt lại. Chúng ta chờ một vài giây để cái trình duyệt web nó duyệt lại. Khi nó duyệt lại thì cái đơn giá nó sẽ bằng, nó sẽ để trống hết. Đây, ví dụ chúng ta xem ạ, từ công tác đầu. Cái cột đơn giá là của số 6, đơn giá dự thầu này nó sẽ để trống hết chúng ta ở đây. Trang số 10 chẳng hạn, chúng ta thấy là nó trắng không có gì cả. Đây, cái quan trọng là tổng hợp cuối cùng nó ra bằng 0, không có gì cả. Và chúng ta trở về trang đầu. Bây giờ tôi sẽ sang phần mềm G8 để chúng ta up bài thầu lên. Chúng ta vào menu đấu thầu, đấu thầu online. Chúng ta vào cái menu thứ hai có biểu tượng chữ Excel ở đây, là menu là tải đơn giá dự thầu từ tệp Excel lên website của Bộ Kế đầu tư. Đấy. Nó hỏi là cái file Excel là file nào thì tôi chọn chính là cái file vừa rồi, file công trình 1 mà tôi đã xuất qua Excel để cho mình nền, trên mình nền desktop. Bấm chọn open. Đấy. Và phần mềm đã hiển thị cái nội dung của file Excel, nó gồm các cái sheet công trình, giá tháng vân vân ở đây. Đấy, chiết tính dự thầu. Lưu ý là chúng ta có thể là up lên bài thầu của Bộ Kế đầu tư từ một file Excel bất kỳ, kể cả là file Excel mà chúng ta làm bằng tay hay một cái nguồn nào đó, tùy các bạn. Thì, nếu mà một file khác thì chúng ta có thể chọn mở tệp Excel khác cũng được nhé. Đấy. Thế bây giờ được đầu tiên là chúng ta sẽ chỉ ra cái sheet mà chứa các cái bài thầu của chúng ta, là sheet dự thầu ở đây. Rồi. Bước thứ hai là chúng ta chọn cột đơn giá, thì ở đây chúng ta là cột Y đúng chưa ạ? Là cột đơn giá. Rồi bây giờ chúng ta chọn cột đơn giá là cột Y. Tiếp theo từ dòng đến dòng, đây là chúng ta bắt đầu từ dòng số 5, chúng ta gọi là đề số 5. Đến dòng thì chúng ta sẽ cuộn cái này xuống dưới cùng, chúng ta thấy đến dòng bao nhiêu ạ? 484. Chúng ta nhập vào đây là 484 là đến dòng. Sau đó chúng ta bấm nút là tải dữ liệu lên. Phần mềm hỏi chúng ta có tải không, chúng ta chọn yes. Và chúng ta chờ một vài giây. Lưu ý là trên máy tính các bạn sẽ nhanh hơn. Thường là độ khoảng 10 trang này chắc chỉ độ khoảng 3-4-5 giây là cùng thôi. Trên máy tính của tôi thì nó sẽ hơi chậm hơn một tí. Cấu hình nó thấp, mạng chậm. Rồi, đã tải xong đơn giá dự thầu lên website. Thời gian tải là 21,3 giây, 20-21 giây, không có vấn đề gì cả. 5 giây hay là 7 giây hay 20 giây thì nói chung là cũng không vấn đề gì. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra mấy công tác cuối ở đây là từ 6-11, 6-12, 13, 14, 15, không có 16 và đến 17, 18 luôn. Đấy. Và ở phần đầu chúng ta nhìn ạ, tôi kiểm tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta đóng lại để chúng ta kiểm tra. Chúng ta nhìn ở trang đầu thì đơn giá công tác số 1 trở đi. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Trang cuối, trang số 10, chúng ta xem thế nào. 6-11, 6-12, 13, 14, 15, khuyết 6-16 không có, đến 17, 18 là hết. Đấy, và cái số tiền cũng là 15 tỷ 9, 18, 651,6, 652. Đấy, thì nó giống như cái bài thầu nãy thôi. Thì nó cũng up lên được cái số liệu như bình thường. Đấy. Như vậy là vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn toàn bộ cái việc mà kích hoạt cái phần mềm mà cái trình duyệt web Internet Explorer trên phần mềm dự toán G8.
và chúng ta thao tác trên phần mềm dự toán G8 để mà tải về tên lượng máy thầu cũng như là up cái đơn giá dự thầu từ G8 hoặc là từ file Excel lên trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đấy. Trong quá trình sử dụng thì các bạn có gặp trục trặc gì thì các bạn vào menu trợ giúp tác giả. Các bạn sẽ gọi trong giờ chính, các bạn sẽ gọi các số cố định ở đây. Ngoài giờ chính các bạn sẽ gọi các số vào đây để công ty hỗ trợ các bạn. Đấy. Thì cái video hướng dẫn của tôi thì hôm nay là xin phép được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và rất mong muốn hẹn gặp lại các bạn ở một video khác, video sau này. Cảm ơn các bạn.